Em lên một con sweat with solar nha mọi người. Còn nguyên sổ như vậy nè. Đó, sweat with solar nha. Sử dụng pin năng lượng nha. Đó, rất là ok luôn. Ở đằng sau của nó nè. Dây zin nè. Khóa zin nè. Mặt hai lồng rất là đẹp luôn. Đó, con này em bán 500 nha. Dây da may viền nè. Rất là mới nha mọi người. Size của nó em sẽ đo và ghi rõ trên phần tiêu đề cho mình luôn. Đó. Tình trạng là như video em quay luôn ha. Máy thụy sĩ solar năng lượng nha. Đó. Con này em bán 500 là quá rẻ luôn á mọi người. Không phải thay pin nha. Mình chỉ sạc đèn thôi. Đó. Mình trao đổi cái cho nó sạc đèn để mà mình sử dụng pin lâu hơn thôi. Rất là đẹp luôn. Dây màu của nó ở ngoài nó rất là êm.